Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục trải nghiệm cái chế độ có skin nha. Thì hôm nay thì mình sẽ để xem mình nhặt được thứ gì chứ. Bây giờ mình cũng không biết là mình nên chơi thứ Cái gì. này là mình nhặt skin ngay từ đầu anh hay Hôm nay là thì như mình nào sẽ chơi cùng chơi thằng với em nhặt của mình, bé Thắng 9 tuổi. Thì thằng em của mình cũng hỗ trợ mình chơi bản test khá là nhiều ấy. Nhưng mà mình chưa có bao giờ chơi với em nó bao giờ. Hôm nay mình lại chơi với em nó đây. Cái skin này thì vào bên trong game mới nhặt được em ạ. hấp Chứ dẫn còn phết nhỉ. bên ngoài này thì nó chỉ test thôi. Tại em cũng Các vào vị phòng特tập种ấy,兵cũng请xem,准备. cũng vào nghịch nghịch mấy cái. Thế hay nhất là thằng nào cũng gì lạ lạ. Đây có thằng trước mặt em. Đây đây, mặt em. Bot hả? Không phải bot em ạ. Đây là bắn em. Ok. Hai người xong rồi. Ok em ơi. Nốc hoài, nốc Đây hoài. có cái khiên này. Cái màu tím là thiên này. Ừ, đến chơi cái khiên này. Ấy, nhặt nhầm nhầm mũ. Rồi, anh max level rồi em ạ. À, nhặt được 3 cái là mắc level. Hay nhỉ. Ừ, ba cái tròn tam giác vuông ấy em. Tam giác vuông không phải, tròn tam giác hình vuông. Chứ tròn tam giác vuông rồi nữa thì sai. Ok. Đấy, cái Cái khiên xanh này, à cái là khiên này là đặt bàn chế tạo xong rồi level cuối là nó đặt được ra đồ. ba ba cái khiên thì phải. Đấy thằng này cũng chơi khiên này. 8x này em, hai cái này. Đây tới nhặt tăng level này. Thằng này Đây là đây, đủ rồi xong đấy. rồi.
lại 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 đây cho em xem cái này này. Wow. Cái này cái này hình như chỉ sửa giáp rồi. Ừ. Đúng rồi, sửa giáp, em vừa sửa được cái giáp 2 rồi. Sợ đập đập lên cái gì đây, đập ra đồ đấy. Ừ, đập ra đồ rồi. Anh có vũ ba chưa? Có rồi, có rồi, có rồi. Ừ, hay phết nhỉ, hay phết nhỉ. Ơ, sửa ra cái gì đấy? Phải rồi, sửa mũ ba em... hả? Em thử lại cái trò bắn ra đi. Ô, cái này, cái ấy, này ấy. Cái gì đấy? Vãi trường. Bay trời. Đây này, anh ném quả nết lên xem em đu lên được không nhá. Nết không được đâu anh, chỉ có quả lửa thôi. Ui, quả lửa cái gì đấy? Em đáp, em nãy đáp nhầm quả nết. Chỉ có quả lửa được không, quả nết không được. Thế cái tạo khiên đâu nhỉ? Cái này là sửa. Cái tạo khiên đâu ta? Nhưng mà đặt ra nó là cái gì cái gì? Cái sửa xe này xem như nào. Từ từ. Cái này là nhặt được nhiều đồ. Đây đây đây, cái tạo giáp đây rồi. Cái này sửa xe các thứ luôn. Hấp dẫn. Nhưng mà anh không có đủ chỗ để cầm cái khiên này thì ba lô đầy, mình có thể làm nhặt được rất chi là nhiều thứ luôn em ạ. À, ui, lợi vậy. Ờ, em thấy ở trên cái biểu tượng của anh là sửa sửa cái gì vậy? Ờ, sửa sửa cái này, sửa lốp xe, lại sửa xe các thứ, hài lắm. Thế cái viên nó có ngoan không? Cũng được này. Ờ, bảo gì nghe nấy chứ. Có chứ, tất nhiên rồi. Nhưng mà dạo này láo đó. Dạo này bướng rồi đúng không? Bướng rồi, bắt đầu. Chị em đứa nào thế nhờ, mới bắt đầu thì... Mới đầu rất là ngoan. Xong đoạn sau kìa. Đoạn sau mới biết được. Đoạn sau biết anh em mình bị lừa. Tất nhiên. Đấy là điều rất chi là bình thường anh em ạ. Đoạn sau mới biết được anh em mình bị lừa, chứ lúc đầu ngoan lắm. Ngoan ơi là ngoan. Uầy, có thằng đuổi theo sau xe mình này. Uầy, được thật sự. Uầy, được thật sự. Tất nhiên rồi kìa. À, quay lại. Yếu rồi. Sau lưng, sau lưng mình. Xe nữa anh, xe nữa đằng sau. Yếu rồi, thằng sau yếu rồi. Thế thằng kia là... Thằng bạn, thế là bọn này là đồng đội. Chắc chắn rồi. Ơ, à, nhưng mà xe kia như ba thằng em ạ. Nhìn thấy ba thằng. Hai em lên không? Lên nha. Nó bắn, em bắn nó ở đâu? Ở hướng tảng đá hướng 105 đây. Ở sau cái hốc. Ui. Gì vậy? À, chết rồi. 105 ở dưới à? Quanh quanh mấy cái hốc. Đấy đoạn gốc cây. Cái này gần xe này. Kìa anh thấy 105. Hay hay hay. Ô, bạn nó vừa cứu thì cứu được ở đâu ta? Cẩn thận nó nằm quanh đấy đấy. Rồi, hai thằng. Rất là một team. Một team rồi. Anh ấn vào đặt cái khiên, một cái khiên nó không ra. Dỗi vậy. Anh thử đặt lại em có phải khiên không? Khiên mà. Ui. Khiên này còn... Không phải chỗ nào cũng đặt được em ạ. Phải bằng chỗ bằng bằng cơ. Đặt được à? Ui dồi ôi. Đừng nghĩ kén là chỗ nào cũng đặt được nhá. Kén quá. Ôi, nó rải một đống đồ này, em rải hả? Em nhặt được nhiều em đấy.
thì em để tự động nút đi, nó kiểu mình chưa cài mấy cái nút thì tình hướng 230 Đây bên đây, trái. tính nhặt rồi, tính nhặt rồi, xác rồi. Ấy, Ôi sẽ... ui, tôi xong rồi, chạy. Chạy đây, bye bye. Hai xe này. Đây đây đây, khu nhà này. Trong nhà đây, trong nhà, trong nhà, trong nhà. Ui, em ơi, yếu rồi. Em tôi nấp nhanh vậy. Cứu đi, cứu, cứu đi, cứu, cứu đi. Để đu dây lên tận đơm nó. Cẩn thận nó không có đu dây nó kìa. Nó xuống dưới tầng rồi, dưới tầng. Này em ơi. Bọn này toàn đu đu khiếp thế nhở? Tầng 2 còn đúng không? Tầng 2 anh giết rồi. Xong. Còn bọn đi xe nữa. Anh tưởng đồng đội mình ấy. Em anh tưởng em lên tầng 2, khá định mệnh. Em lên nóc giết được một thằng mà. Em đu bên đấy à? Vâng. Còn cái bọn ở ngoài đâu? Em không biết trái đâu nữa, thấy im thế. Hay em ơi. Quanh nó ở gần cái xe, ông nó công lên chỗ em. Đâu, nó chết hết rồi. Ôi, ba thằng. Ui, xe đấy anh tưởng nhiều lắm mà. Nó chết hết rồi. Ừ, rõ ràng em nghe kiểu có hai tiếng xe ấy nhờ. Ừ. Ở đây, 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 đây. Đâu đây em ơi. Gì? Tới luôn, tới luôn. Xe này, xe này, xe này. Ui nó bắn nổ hết bánh đấy, để xem sửa được. Ui vãi trưởng. Được mà. Trời ơi, ảo vãi thề. Ảo thực sự. Còn ba thằng nữa em à. Bắn Uzi ở đâu vậy ta? Ok anh, thứ 35 thằng. Thằng nó ở đâu vậy? Chia nhau nằm. Đây đây đây, một thằng nằm đây. Trời ơi. Thanh niên nằm để thẩm du. Ba thằng cùng nằm. Đây này. Từ từ em, đi ra nào. Trời ơi. Cái này cái này không dành cho những người gọi là đi công. Đi công như mình. Yeah. Đâu nhận, đâu nhận, đâu cùng, đâu cùng. Được thật sự.